Sinh nhật được anh người yêu, tạo bất ngờ bộ dao cà rốt, đủ món từ mini đến khổng lồ, tập múa đến mỏi tay. Món đồ chơi của trẻ con khiến các chị em mê mẩn, hứa hẹn sẽ là mẫu đồ hot nhất hè 2023, vốn là bảo vật đồ long dao bằng nhựa. Điều đặc biệt là đồ long dao này sẽ gây sát thương trên tinh thần và có nội tại trong miệng người khác nên khiến nhiều bạn trẻ vô cùng tò mò và thích thú. Cũng chính vì điểm nổi bật ấy, những dân chơi coi nó là món đồ phòng thân của mình mỗi khi đi ra đường, được rất nhiều các bạn trẻ săn lùng và đặt mua. Để mà nói thì nó có da khá mềm bôi, không có tính sát thương và nhìn rất là chiến. Món đồ này được dự đoán là sẽ làm mưa làm gió và chắc chắn hot nhất năm 2023 cho mà xem.